Hello anh em. Ngày hôm nay thì tôi rất vui được mời anh em đến với một tựa game có thể gọi là siêu phẩm trong năm vừa rồi. Nó được là siêu phẩm kể cả về mặt đồ họa lẫn mặt gameplay. Tựa game tên là Red Dead Redemption. Và đến hôm nay thì tôi mới có cơ hội để giới thiệu đến anh em. Game hiện tại thì vừa mới lên hệ máy PC. Còn trước đây thì nó chỉ có ở trên các hệ máy console như là PS4. Có Xbox nhỉ? Tôi chả nhớ là có Xbox không, nhưng mà PS4 thì chắc chắn có, tại vì là game của tôi là trên PS4. Đợt vừa rồi nó lên trên PC nhưng mà nó gặp một cái vấn đề, đấy là cái việc tối ưu cho PC quá là kém. Nên là dù máy của bạn cấu hình có khá mạnh nhưng mà vẫn chỉ chạy được game ở mức trung bình thôi. Phiên bản tôi chơi đây là phiên bản trên PS4 nhé. Hôm nay thì tôi mới quay ở trên PS4 và làm cái series này. Trước đây tôi toàn livestream trên máy PC thôi, nhưng mà máy PC thì tôi lại không có capture card để đưa hình ảnh từ PS4 sang PC, nên là tôi quay trực tiếp từ PS4. Game thì cốt truyện của nó là về một băng cướp, đúng hơn là về một thành viên trong băng cướp. Một băng cướp ở miền Viễn Tây, vào cái thời kỳ mà khi mà chính phủ bắt đầu triệt phá các băng cướp thì họ đang trên đường chạy trốn khỏi các cái cuộc săn lùng của quân đội, cảnh sát, chính phủ. Game này là một game khá dài. Nếu mà tôi chơi ấy thì chơi theo cốt truyện thì thường là nó sẽ rất là mất thời gian cho một nhiệm vụ, nên là tôi sẽ không xóa. Một video khá dài và có thể tôi sẽ kết hợp cả livestream vào những cái lúc tôi rảnh rỗi để chơi các cái nhiệm vụ nhỏ. Còn nhiệm vụ chính thì tôi sẽ quay và có thể là tôi sẽ biên tập, nhưng mà cũng không cắt xén nhiều. Đây là đoạn đầu phim. Game này thì tôi thực tế là tôi mới chơi một đoạn thôi. Tôi chơi chắc khoảng tầm 10-15 phút đầu game. Tôi có xem qua về nội dung của nó chứ còn thực sự là tôi chưa chơi. Arthur đang đi phía trước. Tôi gửi anh ta đi để tìm đường. Nếu mà chúng ta không có chỗ dừng lại thì chúng ta sẽ chết sớm thôi. Tôi hy vọng là cái bọn cảnh sát đấy cũng bị lạc giống như chúng ta. Arthur, có may mắn gì không? Đây đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Tôi tìm những chỗ để chúng ta có thể trú ẩn. Hãy để Derry nghỉ một chút. Một cái thị trấn của thợ mỏ đã bị bỏ hoang. Game này là game bắn súng mà lại sử dụng tay cầm. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thích chơi các cái tựa game bắn súng mà sử dụng tay cầm cả. Nên là đa số những cái game bắn súng, nếu mà nó có cả trên PC lẫn trên PS4 thì tôi sẽ chơi nó ở trên PC. Có điều game này thì trên PC thì nó ở Epic Store mà tôi lại không sử dụng Epic Store. Đưa anh ta vào đây. Đoàn người đây, đây là những thành viên của băng cướp và cả vợ hoặc là con của họ, vợ chồng hoặc con của họ. Họ như kiểu là một cái đại gia đình ấy. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever hãy blankets we have. Đốt lửa Mr. lên. Pearson, see what we've got in terms of food. Hãy xem chúng ta còn bao nhiêu thức ăn. Davy's dead. Davy đã chết rồi. Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Thành viên này First of all, you're gonna stay here, sống được. And you are gonna get yourself warm. Now I sent John and Mike scouting out ahead. Còn có John và Mika đang đi thám thính ở bên ngoài. See if we can find one of them. This. Thử đi tìm họ xem. Just for a short bit. Đây là ông trưởng đoàn này. What other choice we have?
Bây giờ ông bảo mình đi tìm thử xem hai thành viên đang đi thám thính ở ngoài đâu. Tất cả mọi người nghe này. Chúng ta đã có một số ngày rất là xấu, rất là tồi tệ. I loved Davy. Tôi yêu Davy. Jenny. Jenny. Sean, Mac. Sean và they Mac. Might be okay. Họ có thể ổn. Chúng ta không biết được. But we lost some folks. Nhưng mà chúng ta đã mất vài thành viên. Now, bây giờ nếu tôi có throw myself in the ground, in quăng tôi ra ngoài kia I'd do it. Thay vì cái chết của gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Chúng ta sẽ everybody, đi và chúng ta sẽ tìm we're safe. Một số now, thức ăn. Mọi người chúng ta nobody an toàn bây giờ. Us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. Nếu mà cái bọn đuổi theo nó đến đây thì lúc đấy chúng ta đã đi xa rồi. Mr. Pierce, không thể tồi tệ hơn trước nữa. Không thể tồi tệ, tình trạng không thể tồi tệ hơn trước. We may be here for a few days. Now all of you. Chúng ta sẽ ở lại đây một vài ngày. Tất cả mọi người. Hãy sưởi ấm đi. Stay strong. Hãy mạnh mẽ lên. Stay with me. Hãy ở lại với tôi. We ain't done yet. Chúng ta chưa kết thúc đâu. Come on, Arthur. Đi thôi, Arthur. All right. We've got some work to do. Mọi người chúng ta có một việc để làm đây. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. Tôi không có thời gian để hỏi. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh yeah. Chúng ta hey, cần Mr. có ngựa. Smith, get yourself indoors. Ngài Smith, đây là ngựa. I'll live. Get indoors, son. Anh em thấy đồ họa đấy nè. Anh em nhìn tuyết này. Đây là một trong những con game mà tôi thấy nó làm tuyết. Nó làm tuyết quá là kinh khủng luôn. Cái tuyết khi mà đi nó cầy lên này. Rất nhiều game bây giờ nó làm như thế rồi. Nhưng mà đây là một trong những con game tôi thấy nó làm tuyết tốt nhất. Ấn X 2 lần để đi theo ông này. Bây giờ mình đang đi tìm hai cái thanh niên mà đang thám thính ở phía trước ấy. Mình với lại hai thanh niên đi thám thính nhưng mình quay lại trước. Tại vì mình tìm đến cái chỗ trú ẩn này. Hãy cẩn thận ở cái cầu. Ấn R1 để làm chậm ngựa lại. Ok, đi thôi, chậm cái gì. Game đồ họa đẹp thật. Có thể là anh em khi mà tôi up lên YouTube, anh em xem đồ họa nó sẽ không được đẹp như này. Anh ta là người cuối cùng, Arthur. Không ai nữa. Chúng ta phải giúp mọi người ấm áp và được ăn. Pinkerton nó là cái thằng đang đuổi cho bọn này sao ấy? Anh phải giúp tôi, giúp mọi người. Chúng ta cần phải mạnh mẽ. Chúng ta đã có nơi ẩn trú ẩn và lửa. Đấy là một cái sự bắt đầu. Nói với Đắc. Cái gì vừa trap gì đấy? Do you think it was a trap in Blackwater? Anh có nghĩ đấy là cái bẫy ở Blackwater không? There was money on that boat, all right. Lots of it. Có tiền ở trên cái tàu ấy thật, nhưng mà with all our money in town right before we fled. Hey, I think I see something up the path. Oh. Có cái vấn à, có cái gì đấy ở phía trước. Tức là vừa ấy nó nói chuyện về cái tiền ấy, số tiền trên tàu ấy. Thằng này đang hỏi là đấy liệu có phải cái bẫy không. Ông này cũng bảo đấy, trên đấy có tiền thật. Đây rồi, Mika đây rồi. Một thanh niên ở trong nhóm. Các quý ngài, có tìm thấy gì không? Tôi nghĩ là có. Tìm thấy một cái nhà ở phía trước. Có ở nhà không? Có. Có ánh sáng và âm thanh. Giống như là đang có một cái party ở đấy. How Davy doing là
tôi phải ngồi tôi nhìn nó nói để tôi hiểu đã là mệt rồi, xong rồi tôi dịch ấy. Nhiều lúc tôi không, đầu óc nó không kịp tư duy để dịch ấy. Không biết mình nói cái gì luôn. Bão tuyết đồ họa chất thật. Nó cũng ra cách đây cũng lâu rồi chứ không phải là mới gần đây đâu. Ra cũng được gần năm trời rồi. Từ hồi tôi mua ấy, tôi chơi được một lúc ấy. Xong rồi tôi định quay phim nhưng mà không quay được. Thế là thôi, tôi đành để dành vậy. Tại vì tôi sợ chơi trước ấy thì nó biết hết rồi. Cái lúc chơi nó còn không còn cái cảm giác như ban đầu nữa. Cho nên là tôi để dành. Tôi tìm cách để tôi quay ở trên PS4 hoặc là tôi mua capture card. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ tôi đã biết cách để quay phim trên PS4 rồi. Và không cần capture card. Cho nên là tôi bắt đầu mới làm video. Còn nếu mà đợi bản trên PC ấy thì không biết đến bao giờ. Anh có gặp ai khác nữa không? Tôi là kẻ điên duy nhất xuất hiện ngoài này Morgan ạ. Đừng nói với tôi về sự điên rồ. Chúng ta đã mất vài thành viên nhưng mà đấy là cách mà mọi thứ xảy ra. Một cái khu mỏ cũ không nhiều lắm nhưng mà đấy là còn xa không? Không xa nữa đâu. Điều đó nghĩa là gì? Tức là không xa. Cảm ơn. Đúng là mấy thanh niên trộm cướp nói chuyện với nhau. Đang than phiền về cơn bão. À mà cái PS4 này thì nó quay là không dùng. Khi mà mình quay phim, livestream thì dùng được cái camera của nó. Nhưng mà khi mà mình quay phim thì không được. Nó chỉ quay game thôi. Nên là tôi quay webcam ở trên PC riêng. Nhưng mà không biết là đến lúc tôi biên tập có được không. Đến nơi đây. À đi xuống nào. Chật quá. À, máu của mình là xuất hiện ở góc dưới ở trên cái bản đồ kìa. Cái trên bản đồ đang nhấp nháy kìa. Đi nhanh nào. Trời tuyết thế mình cứ cho ngựa chạy nhanh một tí nó lại đi chậm lại. Phải đến chỗ cột ngựa, giữ tam giác để cột con ngựa lại không nó chạy mất. Hãy để tôi nói chuyện, chúng ta không muốn làm họ sợ hãi. Đâu? Sếp đi đi, em đi theo sếp. Uầy, nhìn này, tuyết điếc nó đóng băng ở trên áo này. Đi cày tuyết. Hãy tránh đi. Micah thì ở sau cái xe kia. Mình thì đứng ở đây. Ấn R1 để tìm chỗ để trốn. Để che. Gọi đi anh ơi. Ấn L thì ngồi xuống. Anh muốn gì? Tôi rất xin lỗi vì làm phiền, vì cắt ngang. Chúng tôi gặp một số vấn đề.
trên đường đi vì cơn bão. Chúng tôi không thể giúp anh. Arthur, chúng ta gặp vấn đề rồi. Ôi, có cái xác ở trong cái xe. Arthur. Này thì... Đâu rồi? Đâu rồi? Chết chưa? Ok. Ok. Reload. Đâu ông kia trốn chưa? Đây là quân mình. À đây. Thanh niên này. Ôi, súng chậm vậy. Ok. Kìa. Kìa, nó chạy kìa. Chạy đâu rồi? Thằng kia. Chạy à mày. Gục rồi. Sao mà chạy được anh? Cao bồi viễn tây. À thơ, tôi đã nói là tôi làm được mà. Ông này vẫn chưa biết là bọn này là kiểu cướp có xác người ở trong kia. Rồi, vào tìm kiếm ở trong đây thôi. Giống như là có một cái bữa tiệc ở đây. Giữ vuông để nhặt các cái đồ có thể dùng được. Ấn tam giác. Ấn tam giác để tìm kiếm. Looks like the poor bastard was married too. Zoom là ấn R2. Đây là một cặp vợ chồng này. Ấn X để lật lại. Gì đây? Jack and cái gì ra đi à? O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Ai anh? Từ. Chưa tìm ở dưới. Ông này đi ra. Đây là cái gì? Có gì đây không? Chả có gì cả. Hình như là cái gì mình nhặt được thì cái nút vuông nó phải sáng lên. Đây. Cái gì đây? Bánh bích quy, đậu. Gì nữa? Lấy hết. Ngô à? Sao lấy không lấy một phát, lấy hết đi, nhặt từng cái một. Không thấy phiền à? Đây này, vẫn còn đầy này. Mấy chiều. Mấy cái hộp thịt hộp này làm sao mà đủ được cho bao nhiêu người được nhỉ? Mở cái gì đây? Nó bảo là mình ấn để mở cái gì đây? À, thùng đồ. Giữ để mở thùng đồ. Ăn à? Ăn bánh bích quy đi. Rồi. Grab anything you think we can use, then meet me out here. Từ từ, có cái gì đây này? Ông kia ông đi trước à? Tôi phải lấy hết, mọi người ở nhà đang trông cậy vào mình ý. Ông kia ông hời hợt quá. Đây trên đây còn tầng 2 này. Ở đây lại còn cái tủ này. Ông ấy lấy cái đồ trong tủ này à? Không, đã lấy, à cái hòm chứ. Đã lấy đâu? Gì đây? Tiền. Hết rồi. Trời, sao nó cứ đi chậm nhỉ? Đây này, trên đây còn đầy này, chăn màn đây không lấy về cho anh em. Nhảy lắm đồ ăn thế. Hình như là vừa lấy được đạn thì phải. Thôi, đi xuống. Sao thằng này nó cứ đi lững ra lững thững nhỉ? Game nó bắt buộc như thế hay là phải ấn cái gì để chạy?
Ấn nút gì để chạy? Rồi. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. À, đây, ông bảo mình đi vào cái kho này để xem là có cái gì không. Đây, ấn X giữ X để chạy. Ồ, trong nhà nó không cho chạy. Ngựa kêu à? Từ từ nhá. Tôi nghi lắm, ngựa kêu ầm bên này. Sao? Biết ngay mà, thằng chó. Mày bắn anh họ tao. Đấm nhau à? Nóng thế. Này thì... Thằng này vẫn nhảy vào tôi ông ơi. Này thì... L2 để... And where Colm is? Oh, this son of a bitch will talk. Có nói không? Nói không? With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. Nó bảo là cái bọn của nó là ở cái vùng tây nam gần một cái hồ. We need to find out what's going on. What are you bastards doing? Chúng mày làm gì ở đây? Why are you up here? Chúng mày tìm cái gì? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Bọn này nó định làm nổ đường tàu để cướp cướp một cái tàu sắp chạy qua đây. Ông bảo mình muốn làm gì với thằng này làm, ông không quan tâm. Đấm cho nó vài phát. Thật không? Làm ơn. Đấm thêm phát nữa. Rồi, cút. Điên. Đừng có để anh đổi ý. Nhanh. Lượn. Tàu lượn. Đâu rồi? Chạy nhanh phết nhỉ. Ơ. Súng đâu rồi? À đây. Nhặt lại súng. L1 để nhặt lại súng. Mũ đâu ạ? Giữ vuông để nhặt lại mũ. Bây giờ vẫn chưa nhớ được nút. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh. Easy. Easy. Nào nào, bình tĩnh em ơi. Ngựa ngoan. Ngựa ngoan, ngựa ngoan. Rồi, đi thôi em. Nào. Good boy, good boy. Đấy, ngoan thế chứ. Hay là mấy con ngựa của mình nó chạy mất rồi, bây giờ mình phải lấy ngựa ở đây để đi. Không chạy được à, chạy đi cái nào. Lẫn tha lẫn thững. Nhìn nó là một con ngựa tốt đấy, anh hãy giữ nó. Tất nhiên rồi, em vào em đấm nhau toát cả máu tay ra mới lấy được con ngựa, anh còn thế nào nữa. Ô. What, 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 what? Gái. Bình tĩnh em ơi. Này, cái thằng này. Vãi cả trưởng. Cái thằng này nó nhìn thấy gái nó bấn loạn rồi. Vico, hãy bình tĩnh. Mica, mày bị điên à? Vico, hãy bình tĩnh. Chúng tôi không làm hại cô đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta phải qua, ra khỏi đây, nhanh lên. Nhanh nào. Nhà ngon như này, thằng ôn kia nó nổi điên lên, làm cháy mất. Mà nhà này như kiểu tẩm xăng ấy. Mùa đông lạnh như này mà. Chúng bọn kia nó ở đây 3 ngày, ôi thằng em này toang rồi. Chồng thì bị giết. Khổ thân. Bọn sói kia mà bọn như sói đói kia mà nó ở đây 3 ngày thì em này thì không biết là phải chịu đựng những cái gì đây. Chúng tôi là những người xấu nhưng mà không phải là bọn kia. Mọi chuyện ổn rồi. Chúng tôi sẽ giữ cô an toàn đến khi cô biết là phải làm gì. Cô tên là gì? Cô ơi. Adler.
Adler. Sadie Adler. Sadie Adler. Missy tức là có chồng rồi đấy. He was my husband. Anh ấy là chồng tôi. Đây, xác ở trên cái xe này. Cái tấm ảnh hai vợ chồng đặt trên bàn ấy, vừa tôi xoay xoay tôi xem ấy. Đúng là nhạc kiểu cao bồi viện Tây hồi xưa. Hey, somebody's coming. Này, có ai đó đang đến. Looks like it's Dutch. Giống như là ông Dutch. Này mọi người, ông Dutch về rồi. Mọi người sao rồi? Mika tìm đến một cái nhà kia là một cái băng nhóm khác đấy. Chúng nó đến đấy, chúng nó định cướp tàu nhưng mà tiện nó gặp nhà này thì nó vào nó cướp luôn. Chúng tôi tìm đến một số đồ tiếp tế. Chăn. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something. And Mrs. Adler. Được hai bà này bà ấy đưa vào bà chăm sóc rồi. You're safe now. Cô ổn rồi. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Thân. You're over here. Miss O'Shea. Mọi người chưa ngủ trong vòng 3 ngày. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Catch yourself. Tại sao Arthur được ngủ trong phòng còn tôi lại phải ngủ ở cái chuồng cạnh cái thằng nào nữa ấy? Chắc thằng đấy xấu tính, ngủ xấu tính. Alert gì đây? Thông báo mình về cái vấn đề autosave đây. Sáng rồi, trời vẫn đang bão tuyết. Anh ấy chưa được nhìn thấy trong mấy ngày rồi. Anh ấy mạnh mẽ và thông minh. Chào Arthur. Abigail, có chuyện gì? Arthur, anh thế nào? Rất tốt. Abigail, còn cô thì sao? I'm sorry. Tôi cần ông. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã hỏi. Đó là John nhỏ. Anh ấy không nhìn thấy anh ấy trong 2 ngày rồi. John sẽ giỏi. Sẽ tốt thôi. Ý tôi là. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? Ông kia lại bắt mình đi tìm John với thằng Javier rồi. Now? Mình với thằng Javier là hai người còn lại có thể làm được cái việc này. Ông ấy bắt mình với thằng Javier đi rồi. Situation were reversed. He looked for me. Thank you. Chưa kịp nghỉ. Cái thanh niên John ấy là nhân vật chính ở trong phần 1 của Red Dead Redemption này. Nhưng mà phần 1, cái game này nó lại hay ở chỗ là cái phần 2 là cái thời điểm nó trước cái phần 1. Phần 1 là thanh niên John kia là thời điểm sau khi cái băng cướp này đã tan rã rồi. Lại về đội mưa tuyết, bão tuyết đi tìm thành viên như trong phim. Kinh thật. Nó không hiểu sao cái máy PS4 nó ra từ 2012 2013 nhỉ, cách đây hàng bao nhiêu năm rồi mà nó còn đồ họa nó còn kéo được như này, trong khi bây giờ PC toàn những cái cạc khủng thôi mà đưa lên PC thì lại gặp vấn đề về. Có ai vừa mới rời khỏi đây và đi về hướng tây kia. Thanh niên này chuyên gia tìm dấu vết à? Có dấu vết dẫn dọc theo cái con sông. Vượt qua đây thôi. Đi tiếp lên trên kia. Anh nghĩ đấy là John à? Ông nói xem.
could be anyone. Let's just see where they lead. Chắc chắn là có dấu ngựa nhưng mà có thể bất cứ ai. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? Tức là mình không gian ra cái vụ cướp cái tàu ấy, bây giờ lại hỏi thằng này là có cái chuyện gì xảy ra ở trên cái tàu đấy. Bounty hunters? No, Pinkerton. It was crazy. Raining bullets. Tức là cướp được tiền rồi nhưng mà bị bọn khác nó đuổi. Bọn Pinkerton gì ấy. Nó bắn đạn như mưa vào. Đây có một cái khe. Bad way. But it was a bad situation. That ain't like him though. Đút cái ông đút cái ông ấy giết một cô gái theo một cách rất là tồi tệ gì đấy. Dọc theo cái bức tường ở đây. Davy got shot. Davy thì bị sút, bị shot, bị bắn. Sean thì không biết là đâu rồi. À tức là cái vụ cướp đấy chia thành mấy nhóm ấy, mình là ở một nhóm khác, còn cái nhóm ở trên tàu thì là có mấy thằng bị bắn chết, có thằng thì không biết là sống chết như nào. Bây giờ mà không đi nhanh là sẽ bị mất dấu vết. Kiểu bão tuyết nó xuống nó phủ hết mà. Đây này, có cái vết giống chân ngựa ở bên phía bên này này. Nào, thì đi nhanh. Khổ thân mấy con ngựa. Careful, it's getting narrow here. Ở đây hẹp rồi, cẩn thận đấy. Come on, boy. Horses are getting tired. Bọn ngựa yeah, mệt rồi. A lot of fresh snow here. I don't know about this. Mất dấu vết rồi. We can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll. Mất dấu vết rồi nhưng mà hãy cứ thử tiến thêm một chút nữa xem là có cái gì không. Không thể bỏ cuộc ở bây giờ được. Mất bao công. Nhà bao việc đấy, còn đi tìm người nữa. Nó có chân thì nó tự về. Ô, kia là cái gì? Xác người à? Rồi em nhìn rồi, xác người anh. Thôi dồn. À nhưng mà làm sao nó chết được? Nó ở phần 1, nó nhân vật chính phần 1 mà. À, con ngựa thôi. Chắc chắn là ngựa của kia. Thử bắn súng cho thằng kia có nghe thấy không? Đấy đấy, nó gọi kìa. Hép hép kìa, hép here kìa. Đúng rồi. Đi. Nó ở đâu? Anh nghe thấy nó ở đâu không? Em nghe nó gọi ở phía trước hay sao ấy. Xin chào, ở đằng này. Ở phía trước. Ngựa không đi được tiếp rồi, phải đi bộ rồi. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? À đây. Nó bảo là cầm súng ở trên ngựa đi, không biết có chuyện gì ở phía trước đâu. Giữ L1. Ơ từ từ. Ơ từ từ. Làm gì ấy? Giữ L1. Súng đây. Dùng L2 R2 để chuyển đây rồi. Cất lục đệ. Come on. Đâu súng đâu? R2 để ngắm. Ui vãi. Giật cả mình. Bảo ngắm cơ mà. Anh có chắc không? Ở đâu này? Được rồi. Cẩn thận đấy, biết rồi. Em cứ đi theo anh cho chắc, chẳng may có sụt hố để anh sụt trước. Thằng Joe nó đang gọi đấy. Lạnh quá. Bão tuyết này nó đang cuốn tuyết xoáy ấy. Thằng kia trốn thì trốn xa vậy. Ở đây trơn nhé, cẩn thận, trơn trượt. Watch your head here. Cũng là L3 để cúi này. Okay, good now.
God. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Đi sát tường vào không là trượt đấy anh ạ. Em biết rồi, ảnh cứ yên tâm. Giữ vuông để trèo này. Come on. That sounds closer now. Come on. Âm thanh đã gần hơn rồi. We're coming, John. Bọn tao đến đây rồi này. Khỏe phết nhỉ. Quần áo thì thùng thình, xong rồi trời thì rét. Lại còn trơn nữa chứ, tại toàn tuyết mà. Lạnh quá. Đá đi các thứ. Nhìn đẹp phết. Anh sao rồi? Tôi không chịu nổi rồi. Uống rượu à? Cho em xin hớp anh ơi. Ok ok ok. Làm hơi. Ngon. Ấm rồi. Ơ, vứt đi rồi à? Mỗi hớp đã hết rồi. Thằng kia gọi à? Gọi là giữ L2 này. Martin, mày nghe tao không? Thằng kia là John Martin đấy. John, anh nghe hay không? John ơi. Ở đâu? À đây đây, bên này. Nghe loang thoáng bên này. À, bọn anh đến đây em ơi. Chú làm anh mệt quá đấy. Đâu, ở đâu? À rồi, đây. Đây rồi, đây rồi. Đây. Đây chính là thanh niên nhân vật chính ở phần 1 đấy. Phần 1 tôi chưa chơi. Tại vì là hồi đấy nó ở trên PS3 mà tôi không có PS3. Rất vui khi gặp anh Arthur Morgan. Tức là mình đấy. Anh nhìn không được tốt lắm. Tôi chết cống rồi. Thôi bây giờ cõng nó về. Đừng chết nhá, chàng cowboy. Cowboy chứ, không phải cowboy. Mà ai lại còn phải vác nó nữa. Không thể quay lại bằng đường cũ, đi đường khác. Thế thì ngựa sao? Mẹ, hóa ra chính cái thằng Mika ấy, nó bảo với ông đất là đưa, là bảo mình đi tìm. Nó bảo, thấy chưa? Tôi đã bảo với đất anh là người đúng để làm cái việc này mà, đúng là người để làm việc này. Vãi trưởng lại cho sói kìa. Vài dăm ba cái con sói. Nào, tôi đánh lạc hướng cho anh đưa thằng John này ra ngựa đấy. Làm sao? À đây. Bắn đi. Bắn đi. Ôi giời. Ôi, tránh. Ok kìa. Ok kìa, tránh. Ok kìa. Ok kìa, ok kìa. Rồi. Con kia chạy rồi. Có làm gì được không? Vãi trưởng bị nó cắn mấy phát rồi. Cái này tránh ở nút nào ấy nhỉ? Đi 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 đi. Nạp đạn chưa? Cái súng này bắn yếu quá. Nhanh nào anh ơi. Sói nó đến giờ. Rồi, đi. Ngựa đâu? Tôi không cảm thấy ổn. Anh sẽ tốt thôi. Chỉ là vài vết cắn thôi mà. Tôi biết một thằng bị cắn bởi chó và nó chết sau vài tiếng. Vãi trường. Anh sẽ không chết được đâu. Chưa phải lúc này. Kia rồi. Chết cha mày đi. Đi thôi. Ui giời. Chết rồi. Ok.
chỉnh khó vậy? Đâu rồi? Kìa. Kìa. Con sói này láo. À vuông là nhảy à. Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter. Marston, anh sẽ ổn thôi. Thanks for coming for me. Cảm ơn vì đã đến vì tôi. Hình như là mình bắn chết mấy con sói rồi. Không ai trong chúng ta may mắn cả. Nhảy xuống nước để không để lại dấu vết. Tốt. Thì nó biết mình đi theo dòng nước còn gì. Tự nhiên nó đi đến đấy nó không thấy có dấu vết nữa thì nó phải đoán ra là mình đi theo dòng nước chứ. Rồi. Thông minh quá nhưng mà cái đấy thì ai chẳng nghĩ ra, tự nhiên đi đến bờ sông xong rồi thấy mất dấu vết thì chả đi theo dòng sông thì đi theo núi lạc bay à. Đây, về nơi đây. Đúng không? Ai có ai ra giúp thằng John ông nào? Vợ đâu rồi? Abigail đâu em ơi? Chồng em về rồi này. Em ơi. Ủa vãi, sao không có ai? Chúng tôi cần giúp đỡ. À đây rồi, đây rồi. À đây rồi. Ra mà đỡ chồng cô đi. Nhìn mình đỏ tấy cả mũi rồi. Cái game này thì đoạn đầu nó giới thiệu về cốt truyện nên là nó mình phải đi làm đúng theo cốt truyện, nhưng mà thực ra đây là một game thế giới mở, một game mình muốn đi đâu muốn làm gì thì làm. Nó vẫn có một cái mạch truyện, một cái chuỗi quest chính, nhưng mà trong quá trình chơi ấy, thì mình không nhất định là cứ phải làm cái quest đấy, mình có thể làm rất nhiều trò linh tinh trong cái thế giới game này. Rồi, cứu được thằng kia rồi. We have been running for weeks. Ở đây cả tuần rồi này. À, chạy cả tuần và tìm được cái chỗ này để trú tạm. Rồi, hết bão rồi hay sao ấy. Rồi. Thôi để tôi xem là có xếp được không. Story. Đây, xếp game đây rồi. Hôm nay chơi đến đây đây anh em ạ. Tại vì là tôi quay ở trên tôi quay video bằng PS4 ấy. Nên là chắc là không quay được dài lắm. Để tôi còn chuyển video ra ngoài nữa. Thì hôm sau tôi sẽ chơi tiếp. Và rất mong anh em sẽ thấy cái series này nó hấp dẫn. Cái phần đầu tiên này ấy, thì đa số là nó giới thiệu cho mình về cái băng cướp này, về cái nhân vật chính Arthur của chúng ta. Và có thể là đối với cái fan của cái dòng game này thì nó giới thiệu, nó gợi lại những cái nhân vật chính của phần trước, như là cái thanh niên John kia ấy. Thanh niên John kia là nhân vật chính của phần trước mà. Thì nó sẽ không được hấp dẫn lắm. Nhưng mà sang cái phần sau thì mình sẽ tự do hơn rất nhiều. Mình làm được nhiều trò hơn rất là nhiều. Và game này thì là một trong những game được đánh giá siêu siêu hay. Nên là chắc chắn nếu mà anh em theo dõi thì sẽ không thất vọng. Cảm ơn anh em nhé. Bye bye.